Đây nọ này. Nhưng cảm giác là sung nó lớn nhanh lắm, cho vào lọ này. Cho vào lọ này nó nhanh. Cái thủy là nó chỉ kiểu sung nó lớn nhanh, sợ mấy sao nó phá cái miệng bình này. Ơ, giống sung này về đây mà cái đây mà khoảng tầm 2 năm 3 năm mà cái này chả có ước ao gì. Về thế nọ thế kia mà chỉ ước ao bây giờ có cỗ máy thời gian của Doraemon mà lùi cái sản phẩm này về. Cách đây mấy năm thì thôi rồi. Đấy. Còn hôm nay thì tiện thì nói về cái vấn đề chủ đề. Nhưng mà như cây này đẹp không? Mẹ quả này. Đấy, quả này. Đấy, quả này. Còn hôm nay nói cho các bạn là cái vấn đề mà cái loại này nhá, là trước đấy thì mình quay cái vấn đề làm sung nếp siêu quả ấy. Thì có nhiều bạn muốn mua cái hàng này ấy. Nhưng anh Sáng anh bảo bây giờ không bán. Tại vì là nói thật ra là bán rẻ quá. Đấy, như ông này thì ông bảo là xuất liên tục mới xếp xe liên tục, nhưng mà nói thật ra cái thị trường bây giờ tôi thì tôi còn bán được cả cái cành con cái thủy nó bán này. Cái loại mấy nghìn này. Còn đấy là để cho các bạn nhìn cây thì có nhiều cây nó sai lắm. Đấy, còn không phải dán 502 cho cây như thế nào cũng như thế nào. Còn làm giàu thì thực tế là tôi mới bảo mấy cái thủy nó bảo là em đang chán rồi. Đã có người mua. Bảo là mày cứ áp cái quá khứ là cách đây từ năm 2015, 2016 là cái năm mà thị trường nó sốt sình sịch đi. Thì người ta theo tâm lý đám đông không mua nhanh là hết đi, thì mày bán xong rồi bây giờ mày đăng theo cái kiểu mà tôi cũng đăng lúc trưa ấy. Tôi có bảo mấy các bạn ấy là bây giờ theo cái tâm lý của cách đây mà 2015, 2016 ấy là cứ 35.000 xong rồi phẹt con người ta là 40, 45.000 cứ có công là làm ấy. Thế tôi bảo mày không thể giải thích được tại sao mà thằng Huấn Hoa Hồng mấy thằng Quang Linh nó giàu được đâu. Mẹ 35.000 ở đây nhưng mà nó thuê người về đóng nhá. Tức là nó lấy 35.000, nó thuê người về đóng sản phẩm, mất 5.000, các thứ chi phí là khoảng tầm 10.000. Nó bán cho bà con đúng 10.000, nó lên live stream, ví dụ Quang Ninh, Quang Niếc thì nó thật hơn Huấn. Thế mà mới bảo là làm sao mà hiểu được là thằng Quang Ninh với thằng Huấn với các thứ mà nó giàu lên được. Ban đầu nó phải có thị trường, nó có niềm tin từ cái người mua, sau đấy nó bán gì cái gì cũng dễ. Sau đấy, sau cái sung này, 35.000, xong rồi người đóng, người điếc là 5.000, 10.000. Ví dụ như bây giờ nhá. Cái loại này nó nặng ở cái vấn đề như này này. Nó nặng ở cái cước vận chuyển. Các bạn hình dung chưa? Trong cái bài này thì tôi nói về cái vấn đề mà làm giàu ấy. Còn bình thường, tại vì là với cái sản phẩm này này, quay lên thì sẽ bị cái cạnh tranh. Thật sự là kể cả khi tôi đăng lên là 35.000 số lượng đầu trăm. Giá bằng giá ở đây luôn. Nhưng mà đôi khi là các ông khác ông ấy làm cũng làm cái này ở đây ấy. Ông mà bảo 32.000 có mua không? Tôi còn ế bằng vạn. Nó mất tính chính danh. Nhưng khi Quang Ninh lên thì hoặc là người khác lên ấy. Còn nhiều anh em thì bảo là anh ơi anh phải nói về Quang Ninh nó tốt vào thì mới nắm người xem. Tôi bảo tôi hiểu hết bản chất. Nếu bây giờ cuộc sống nó vô vi nó vì người khác thì các bạn sẽ không hình dung được là cái cách ăn mặc rồi nhà lầu rồi các thứ được. Đấy, còn rõ ràng người ta sống vô vi nhưng mà về sau cái tiền bạc người ta đến vàng, nhưng mà cái người ta sống vô vi thì người ta không cần cái ý. Đấy, chứ còn đừng sau cái việc làm giàu từ cách đây mấy năm thì nó là cái quy luật chung như thế. Ban đầu cái thị trường mà nó sốt sình sịch ấy, nó theo tâm lý đám đông thì người ta lao vào thì rất dễ kiếm tiền. Tôi bảo năm 2015 sắp tới là 2025, 2026 ấy. Đấy, còn cái sung này nói cho các bạn thì cách đây khoảng 2-3 năm những cái loại này lên ấy, thì Văn Giang chúng tôi ấy, nó chỉ cần lún phún ra quả là các cái nhà vườn mấy cả các cái cửa hàng ở Hà Nội rồi các nơi người ta lấy hết rồi, không có những cây có quả như này đâu. Đấy, cái đây 3-4 năm ấy vẫn là cái dòng không phải là cái dòng sung cũ, chứ không phải cái dòng sung nếp siêu quả như này. Mình chỉ cần quay lên là người ta bảo mẹ dán 502 rồi, bịp rồi, hiểu chưa? Nhưng mà khi cái giống sung nếp siêu quả này thì tôi quay về bây giờ tôi đổi ra là sung tứ quý này. Tôi đã đăng lên là sung tứ quý này. Tại vì nó là cái dòng sung này nó cũng là dòng quanh năm. Đấy, có lẽ bây giờ các bạn bán sung nếp siêu quả các bạn nói là sung tứ quý. Thế là tôi mới ở kia tôi bảo với cái thủy là tại vì nó bảo là em đăng rồi nhưng không ai mua. Tôi bảo mày ai ép cái tâm lý của cái năm của những cái năm mày bán hoa hồng lúc ấy nó sốt. Mẹ cứ đăng lên hoa hồng ví dụ như là nhập Trung Quốc là 20.000, mày về mày đăng 40.000 là mày bán được. Mà bán toàn đầu nghìn. Nhưng năm nay cái thị trường cái tâm lý đám đông người ta không mua. Còn cái sản phẩm như này thì thật sự là không phải là không mua mà các bạn rất muốn mua.
Nhưng như các bạn chỉ mua một cây này thôi. Đấy, và tầm 100.000 thì các bạn chắc chắn là rất nhiều người muốn mua. Đấy. Nhưng mà như nhà vườn hoặc như tâm lý cái thủy là nó chỉ bán đầu nghìn mấy cả đầu trăm thôi chứ nó không bán lẻ. Đấy, còn tôi cũng háo hức, tôi cũng muốn làm cho các bạn lắm, nhưng mà mình bây giờ mình cũng không kiểu ấy ấy. Tôi nói thật là tôi cũng tránh xa cái thị phi, cho nên các cái sản phẩm như thế này là tôi quay cho các bạn xong rồi nói về cái ấy thôi, chứ còn bảo bán một cây hai cây xong rồi. Còn tôi nói mấy cái thủy ấy là bây giờ muốn nắm người theo dõi, tại vì mày không có người theo dõi, mày không bán được hàng, tại vì mày không chấp nhận hy sinh. Mày cái gì mày cũng phải có lãi mày mới làm. Đấy, thì mà làm sao mày hiểu được là huấn hoa hồng nó lên live stream xong rồi nó tặng thẻ cào mấy các thứ. Mày làm sao mày tặng người ta được. Đấy, hiểu chưa? Ví dụ hôm nay mày live stream cái này thì mày phải lãi là bao nhiêu mày hoạch toán ra là mày mới làm. Còn huấn nó tặng thẻ cào mấy các thứ, đến khi mà nó đông người theo dõi rồi nó đéo tặng thẻ cào nữa. Nó cần gì phải tặng thẻ cào nữa. Đấy, và cái trào lưu ấy nó cũng qua. Còn những người khác, nếu các bạn bán nông sản hay bán sung này nhá, tôi mới bảo tôi đi đường, tôi bảo là phải cái thủy thì nó không làm đâu, nhưng phải cái ông này thì ông ấy lại không, ông tức là người nông dân ở mình ấy thì người ta không làm. Chứ bây giờ bạn bảo là bây giờ tôi bán đầu nghìn 35.000, đấy, bây giờ tôi gọi người vào đóng, tôi live stream tôi phỏng vấn cho là công đóng một sản phẩm này bao nhiêu, tiền cước của bưu điện là bao nhiêu, ví dụ bưu điện 20.000 cái bịch này nhá, tiền đóng là 5.000, tiền giấy 5.000, nó là 35 mấy cả 45 65.000. Đấy, tôi cũng chỉ lấy các bạn 65.000. Xem các bạn có nổi lành phành hay không. Đây nhá, 35.000 là giá ban đầu nghìn nhá. Tôi gọi người về đóng giấy là 5.000 nhá. Đóng vào là 5.000 nữa là 10.000 là 45 nhá. 45 với 20.000 tiền bưu điện nhá. Là 65.000 nhá. Tôi nên live stream tôi nói rõ ràng, hoạch toán chi phí rõ ràng. Là nếu mà đóng một bịch này gửi đến tay các bạn phải 65.000, hôm nay tôi ấy 65.000. Đấy, cho các bạn mua lẻ. Đấy, các bạn cứ live stream một tháng trời, các bạn có nổi lành phành hay không? Và sau đấy thì bạn nhìn cái cây quất, ở ví dụ cây quất hàng xóm bán 200, bạn sẵn sàng lên live stream mà bảo hôm nay tôi bán 700. Đấy, người ta tin rồi thì làm sao cái đấy được. Còn giai đoạn đầu nha, bạn mà lên live stream mà bạn bảo tôi bán cho các bạn 65.000 nhá, người ta bảo ui nãi lắm, mày có mua không? 32.000, thậm chí 30.000. Nhưng mà cái người nông dân sản xuất thì tôi mới bảo, người nông dân sản xuất giống như kiểu là nhãn ở tôi ấy, 4.000 tôi live stream 5.000, bà con bảo lãi. Ô mày à, lãi 1.000 rồi của bà con. Nhưng bà con không hiểu là bao nhiêu chi phí cơ mà. Còn thứ nhất nha, tiền đóng này, tiền giấy bao bì này, tiền cước vận chuyển này, sau đấy tiền hoàn. Rất nhiều người xem mình thì ít thị phi, nhưng mà rõ ràng là với những cái đơn vị ở trên Hà Nội người ta có những cái tỷ lệ hoàn. Ngày trước tôi làm rồi, xong rồi về sau anh em nó bảo trả công nên đây chia công, thằng mạnh. Nhưng tôi bảo là thôi, dồn vào mà mua máy giặt, tại vì đến mùa lạnh rồi. Còn rõ ràng là làm cái gì cũng thế, ban đầu các bạn phải có người ta tin để người ta theo dõi. Nhưng mà mình không dùng cái thị phi. Tôi nói rõ luôn, tôi gọi người luôn là đóng cái này cái này. Thì làm sao mà không hết được, nhưng mà kiểu bây giờ, thứ nhất mồm mình to. Cái thứ hai là những cái ý mà tôi là tôi cần người làm. Đấy, cái thủy không làm là tôi cũng chỉ nói phép được thôi. Đấy, các bạn hình dung chưa, một thằng nói phép lên còn nghĩ bao nhiêu câu chuyện. Nhưng còn nếu bây giờ các bạn muốn vinh gia vọng tộc mấy các thứ linh tinh, đấy là đại ý, là tức là như thế này này. Bạn Phạm Minh bạn bảo bưu điện nào 20k ông ơi, cây này bán lẻ thì ít nhất tầm 120k mới có tí công. Thực ra như thế này này, tôi ước lượng như thế, chứ bây giờ phải xem là bưu điện nó nhận một cái bịch như thế này là bao nhiêu. Chứ còn cái hàng nông nghiệp là tôi bảo rồi, nó có trở ngại. Thứ nhất là TikTok với Facebook nó không có giỏ hàng ở cái hàng nông nghiệp này. Cái thứ hai, bạn làm thì bạn phải đảm bảo được số lượng. Chứ mà một tháng bạn bán 10 bịch này, khéo không tiền cước vận chuyển của bưu điện nó phải phạt các bạn 150 nguyên tiền cước. Đấy, còn tôi nói như thế là hú họa thế thôi, chứ còn phải khi làm việc nào bưu điện nó sẽ rõ ràng là một tháng hoặc một ngày mày gửi bao nhiêu cái bịch này để có cái tiền cước như thế này. Thì bây giờ các ông có tin không, cái loại này ra bến xe khách nha, mà các ông gửi nó phẹt cho các ông, ví dụ như vào trong Nam nó phẹt cho các ông 200.000 luôn. Các ông mất mẹ 200.000 tiền đi xe ôm từ đây đến Hà Nội để các ông ra bến xe ông gửi, nó phẹt cho các ông 200.000 luôn, tiền cước luôn. Tôi mới bảo là ngày xưa tôi bán một cái cây đéo gì có 60.000 cho khách, lái xe nó đòi mẹ là 100.000. Tôi bảo ôi sao cái cây mà nó bé tí như này này lấy 100.000. Mà bây giờ mày có mang cái phong bì không ra đây mày gửi, tao cũng phải phạt mày 50. Đấy, các ông hình dung chưa? Cho nên cái vấn đề là cái logistic trong kinh tế học mấy cả các sắc cái xít nó gọi là logistic. Bên vận chuyển, vận chuyển của mình làm sao bây giờ chúng nó nên tranh cãi là những cái vấn đề vận chuyển từ một container tôm từ đây sang Mỹ có 80, mà bây giờ từ Bắc vào Nam cũng 80 triệu. Cái thứ hai là ví dụ như bên Trung Quốc nó đặt hàng có 2 ngày nó về Việt Nam, nhưng khéo ông đặt hàng miền Bắc này vào trong Nam nó mất mẹ nó 5 ngày mới 1 tuần.
Đấy, cái vấn đề gọi là logistics nó bên vận chuyển. Còn cái hàng nông nghiệp, mấy hàng cây cối này nó không phải là, nó không dễ như các hàng quần áo, hiểu chưa? Quần áo mấy nước hoa chúng nó mà các bạn không lấy về chúng nó lại bán tiếp. Những cái hàng cây cối này mà đóng vào xong gửi bưu điện mấy các thứ mà các bạn không nhận một phát, thế là nó đi đâu đó, trong cái cây này nó đi đâu đó ra khỏi đây là khoảng tầm một tuần là cây nó úi xì nà mà luôn. Các bạn hình dung chưa? Đấy, tôi nói ví dụ như thế, các ông bắt bẻ mẹ đi. Còn cái 20.000 mấy trăm nghìn mấy cả trăm rưỡi là nó còn phụ thuộc các bạn một tháng các bạn bán bao nhiêu để các bạn áp dụng vào mấy cái bưu điện. Chứ còn bây giờ mà các bạn làm theo cái cách của cái Thủy hoặc của tôi ấy là tìm xe, không đóng hàng gửi bưu điện mà tìm xe xong gửi, thì tự nhiên thuê ông cõng bom phải ghép đơn, hoặc thuê em Ninh là hôm nay em lên bến xe nước ngầm đi em gửi, có xe này chạy từ giờ này hoặc ra Dân Tiến đi, có xe này thế thuê ông cõng bom không mất 50-100 à? Không thì tự mình phải đi, tự mình đi thì đại đéo bán được cái khác nữa. Đấy, xong rồi ra lái xe thì nó nói thẳng luôn, mày bây giờ mày có gửi cái phong bì không cũng 50. Mẹ tiền điện thoại, tiền xăng xe tao ai tao ấy như này, đúng không? Ai người ta nhận 20 mấy cả đấy. Tôi nói thật, cái loại ối xì nà mà này thực ra với nhà xe thì nó cũng không phải là nặng lề gì đâu, nhưng mà nó cứ thế đấy. Còn tùy nhà xe chứ nó cũng đéo báo cước thẳng là 50 hay 100. Nhà xe khác nó báo 50, nhà xe khác này lấy 150 thôi. Có cái loại này ối xì nà mà này, nó nặng đấy. Còn tại sao mà những cái năm mà hoa hồng nó sốt là nó nhổ mẹ nó ra, nó không có tí đất tí rễ nào luôn, thì nó nhẹ, xong rồi đóng vào trong một cái ấy là 10 cây một. Hoặc cái Thủy nó sẽ làm cho cái chiến dịch gọi là ai mua 10 cây một thì được giá này ấy. Còn như ông kia ông ấy thấy sướng, ông bảo 65.000 cũng mua. Ở nơi các bạn nói thật ra như ông kia ông bảo 120 là mới có công. Thật ra là 120 nếu các bạn mà không làm cẩn thận là các bạn lỗ. Đấy, tôi nói thật. Chứ không phải như các bạn nghĩ là 100 mới 120. Còn khi mà quay về nhá, khi mà các bạn quay về cái vấn đề 120 là các bạn bảo có tí công nhá. Nhưng mà khéo không, nếu mà các bạn nhận người ta 120 mà khéo còn khéo bán được cơ. Thế là quay ra cái vấn đề là thôi tốt nhất là các bạn cứ 35.000 xong cộng cái công đóng cộng với ấy, live stream thực tế. Mấy mà bạn nổi như Quang Linh mấy cả ấy đâu. Quang Linh mấy cả Huấn Hoa Hồng ở trong cái lĩnh vực sung này thôi. Chứ không thể so sánh là nổi được, tại vì cái phân khúc mà cái dòng sung với các thứ này là nó cũng hạn hẹp. Chứ không như quần áo với nước hoa. Còn nói thật ra ở nơi các bạn thì đôi khi là các bạn vẫn xem, các bạn vẫn hỏi ép sung ra quả ấy. Là các bạn vẫn còn cái giống sung của cái thế hệ trước. Còn giống sung này tại sao mà bây giờ tôi đặt là sung tứ quý. Còn bình thường là vẫn anh em vẫn gọi là sung nếp siêu quả ấy. Sung tứ quý là những cái loại khác, chanh tứ quý với các thứ là ra quanh năm ấy. Hôm nay nói về cái vấn đề này đấy là anh em ví dụ như đang bí bách ở vấn đề bán hàng, thì tôi muốn nhấn mạnh ở cái việc là các bạn phải chấp nhận hy sinh. Đấy đoạn đầu ngày xưa tôi cũng theo cái kiểu là nhà tôi cũng có điều kiện ấy, thế là nhiều khi anh em người ta cứ bảo là Tuân ơi tại sao lại cứ có cái quan điểm là bán cho vui, mày bán hàng để mày lấy bằng khen à? Nhưng mà tôi thì nói thật ra là tôi hiểu những cái quá trình mà để người ta theo dõi mình thì mình phải minh bạch rõ ràng đấy, và mình là lấy ra ít đấy, đến khi mà mình chấp nhận hy sinh một thời gian rồi thì là sau đấy mình mới có thành quả. Người ta theo dõi mình thì người khác bán 35.000 khéo mình đăng lên 40.000, người ta tin mình, người ta vẫn mua đấy, các bạn hình dung chưa? Còn khi các bạn không có người theo dõi thì nói thật ra là các bạn có bán rẻ đi chăng nữa người ta không mua đấy. Còn cái vấn đề nữa, cho nên đôi khi người nông dân là người ta không hiểu. Xong rồi người ta bảo buôn nước bọt mấy thế loại kia chả bỏ tí công sức nào. Mẹ công sức bao nhiêu năm mình hy sinh. Nhưng mà đến khi như tôi đến bây giờ ấy, nó hy sinh đến bây giờ nó thành thói quen con bà nó rồi. Cho nên không hy sinh không được. Cho nên nó mới ra cái bài này. Còn với người khác thì người ta sẽ nói đây là vườn của em này. Thế là lần trước tôi mới có cái xích mích với cả ông Kiên ấy. Ông Kiên nó cứ live stream cái gì là hôm nay nhà vườn Trung Kiên xin giới thiệu cái này, cây này, cái này. Thế là những cái người ta theo dõi ông Kiên là cứ khi tuần nào tôi quay như này là ôi rồi lại quay ở nhà vườn Trung Kiên à. Thế là tôi bảo là tốt nhất là mình hy sinh. Mình không nói là nhà vườn, tức là cây của nhà vườn mình ấy. Mình cứ bảo là đây là cây sung tứ quý, đây là thế loại kia, các ông mua đâu cũng được. Đấy là dần dần các bạn sẽ thấy cái thói quen như thế. Thì ngay cái phần đầu thì tôi có nghĩ ngay đến là các anh em đội ở trên Mê Linh. Ngày trước thì tôi muốn tự làm. Nhưng mà lúc ấy là có thằng em đéo gì nhỉ? Thằng em tôi là thằng em Tuyên. Nó cũng đi vào cái mảng ship code ấy. Các bạn hình dung chưa? Nó nhưng mà ship các cái dụng cụ xe máy các thứ. Tôi bảo là mày nếu mà làm vào cái mảng ship code này cái đêm phải 3 năm 4 năm rồi thì là mày kiếm ác. Tao giới thiệu cho mày cây này ở địa phương mình có 35.000. Ví dụ như cái bịch sung này đợt ý là còn cái đeo gì ấy, tôi gọi nó đến để xem cây hồng xiêm xoài 30-35.000. Bây giờ em đóng vào xong rồi em làm như thế kia là nó siêu lợi nhuận. Đấy, về mình phải hạch tính, tôi tính ra chứ. Nhưng mà thằng em Tuyên tôi thì nó sau đấy nó chán, nó đéo ấy, nó cũng chạy quảng cáo. Thì hôm nay tôi mới nói ở trên Facebook này,
có hai hướng để các bạn ship code. Cái việc là những cái năm này thì các bạn đừng nghĩ đến cái việc bán số lượng, nó khó. Tại vì các nhà vườn như anh em chúng nó còn rồi. Đấy, thứ nhất là tiền đâu, đầu tiên là tiền đâu, cái thứ hai nữa là mặt bằng. Đấy, để người ta lấy số lượng, tức là vẫn có người lấy số lượng. Ví dụ như là tôi ngay từ đầu tôi bảo nếu phát triển được cái mảng này vào trong Nam ấy thì mới bán được số lượng. Nhưng ở trong Nam thì nhiều anh em chia sẻ là cái trong Nam là người ta có thú chơi chơi khác chứ người ta không chơi sung. Đấy, còn tôi nói thật ra vào trong Nam nhá, thời tiết nóng nóng mấy cả các thứ nó rất phù hợp với giống sung này, rất phù hợp với thú chơi sung này. Nhưng đôi khi là người ta chưa thể thích nghi được ấy, người ta vẫn chơi mai hay chơi một cái gì đấy. Người ta mới nói thế, người ta bảo ở trong Nam là người ta có thú chơi khác nhưng người ta không thích chơi sung. Đấy, thì tôi mới bảo thế, nếu mà đẩy được hoặc cho người ta cái niềm cảm hứng và ở trong Nam nó thành ra cái thị trường ấy thì là mới ấy được. Còn nói về cái thị trường bán của cái loại này thì ví dụ như rất nhiều người chơi. Nhưng tại sao mà tôi ít làm? Là tại vì là có nhiều người anh em thì cái bé như thế này người ta đéo bán, tại vì nó rẻ quá. Đấy, có ông nơ ngớ này thì tôi bảo là bé như này bình thường các anh em khác là người ta không bán đâu, em không có ruộng. Đấy, mấy cái thai này em làm nhiều em mới làm đầu vạn. Thế tôi bảo cái loại này rẻ như thế này, ba mấy nghìn như thế này làm đầu vạn thì mới có công, nhưng còn làm đầu trăm thì mẹ bực người. Đấy, cái vấn đề như thế. Cái thứ hai nữa là tôi bảo là cái vấn đề này muốn bán mạnh thì phải là ship code. Ship code thì có hai hướng, một là làm video hoặc là hình ảnh nó chạy quảng cáo, nó mất chi phí. Cái thứ hai là live stream thì phải live stream hàng ngày. Và cái nữa là cái gì cũng cần nắm người xem. Nắm người xem thì phải cái thời điểm mà cách đây khoảng tầm tháng 3, tháng 4 ấy, lúc tôi đang sốt xình xịch ấy, tôi đang có cái ấy mới cả muốn ấy. Nhưng lúc ý đang sốt như thế mà live stream cái này là tỷ lệ bom hàng rất cao. Tức là cái fan thằng Huấn nó vào nó xem xong rồi nó chỉ tò mò xong rồi nó xem xong rồi nó tức thì nó cũng đặt hàng. Đặt hàng xong ối xì là mình là tỷ lệ hoàn rất là cao. Nó đéo lấy đâu mà. Còn mình tôi vẫn tin là tôi phát mà tôi ấy là nếu mà làm ship code được thì. Nhưng mà chi phí mới ship code các thứ là tôi cũng chưa hoạch toán được và nói chung là nó chỉ làm thương hiệu thôi. Còn bây giờ mà bán cái loại này ship code thì tôi lại bỏ cái thị trường mà đang bán lẻ mà những cái cây đẹp mà những cái cây chục triệu, hai chục triệu, ba bốn chục triệu ấy. Còn cái loại này thì bán lẻ thì là rất là thích hợp. Người dân trên Hà Nội này, người dân trong Nam này, người dân ở các nơi, nhà người ta chỉ cần một cây này thôi, đặt hai ba cây thì chứ mẹ người ta mua đầu trăm đầu nghìn để ăn cứt rồi. Đúng không? Nhưng mà đấy là nói về cái tư duy mà những cái người giàu khác thì người ta thường là phải chấp nhận hy sinh ban đầu. Còn với những ví dụ như là anh em chúng nó như thằng Mạnh ấy thì nó cứ ngồi nó khen con cái Thủy. Nó bảo đấy lấy phải vợ mà tài giỏi mấy cả thế nọ thế kia ấy thì Tuân chả cần phải làm gì. Đấy, Tuân chỉ cần ngu lên là được. Đấy, con Mạnh ấy, thằng bạn thân ấy, nó bảo là Tuân lấy được vợ giỏi như cái Thủy ấy thì nói thật ra là chả cần làm gì, chỉ cần ngu thôi là được. Tức là thấy cái gì chướng tay cái mắt thì bố mày cứ ngậm miệng ăn tiền thôi để không có xúc mắc trong gia đình là được. Nhưng mà biết đâu là khi mà kể cả khi khởi nghiệp, mình cũng đã biết cái ý, cho nên là từ khi khởi nghiệp là đâu đó khoảng tầm 5-7 năm là anh em hay bảo là Tuân ơi sao Tuân cứ bán theo cái kiểu gọi là bán cho vui ấy, Tuân chả có lãi lời gì mới thế nọ kia. Thực tế là nói thật ra là mình ban đầu mình biết cái cách như thế thì người ta mới theo dõi. Phải thật thà, phải rẻ. Đấy, sau đấy người ta theo dõi rồi, mình thích bán đắt thì người ta theo dõi rồi thì mình có thị trường rồi. Nhưng mà đến một giai đoạn thì nó hy sinh xong thì bây giờ nó thành thói quen mẹ nó rồi. Đấy, sống tốt quen thì dần dần nó lại thành ra thói quen nhá. Tôi là tôi phải nói như thế để cho người ta bảo mẹ làm đéo gì có ai sinh ra đã tốt. Mà người tốt thì chỉ có ở trên TikTok thôi. À, chứ không có chuyện thật đâu. Đấy, cho nên là tôi phải nói thật cho các bạn là tại sao hôm nay tôi lên video này và nói như này. Thế là tôi mới bảo là nếu mà thằng em Tuyên không làm được thì đợt ấy là có thằng em Thế Anh này, mấy cả thằng mấy anh em ở trên Mê Linh ấy. Nhưng mà bị cái là tôi mà giới thiệu cái gì cho mấy anh em chúng nó là khi mà tôi live stream thì toàn nói thật thôi. Ví dụ Thế Anh mà nó live stream cái này tôi nó bảo là em ship code 150 một cây nhá. Nhưng mà ở một video khác ở trang mình hay là lúc nào đấy các bạn xem lại thấy rằng Tuân nó bảo là thấy ông Tuân ông ấy bảo là mẹ ở ông ấy có 35.000. Nhưng tôi nói thật, nó bảo ở tôi 35.000 là đây đâu đúng là sự thật và bán phải bán đầu nghìn thôi. Còn bán lẻ mới ship code thì anh em bán 150-200 là thế là hợp lý. Nhưng cái người mua ấy, người ta bảo mẹ thằng Tuân nó bảo 35.000 mà thằng này nó bán 150 cho nên anh em nó ghét. Đấy, nó mới yêu cầu tôi là từ sau live stream đừng nói giá ở đây. Đừng nói giá xỉ giá lẻ gì cả. Còn nó giá lẻ thì em giá lẻ như này, còn anh đừng nói giá số lượng. Nhưng mà tôi không nói giá số lượng thì người khác người ta bảo mẹ cái bọn lấy 35.000 bán 150 nhưng người ta có hiểu mẹ gì đâu. Đấy, người nó sẽ xảy ra như thế, cho nên anh em đôi khi là anh em bán ship code hay anh em bán lẻ là người ta nhìn mình người ta ghét. À, tại vì mình nói thật.
Đấy, nói thật mới cả theo cái kiểu người ta bảo là mẹ bóc phốt để mình nổi tiếng, đè người ta. Nhưng thực tế là mình kiểu mình cái, cho nên lâu nay các bạn xem thì cách đây khoảng tầm từ năm ngoái đến năm nay tôi quay thì ít khi nào tôi nói giá lắm. Tôi bảo cái loại này rẻ, còn như video hôm nay thì đấy là cái loại này thì tôi cũng không thể giấu các bạn được. Đấy, mà không giấu thì cũng không thể là không nói. Tại vì muốn bán thì phải nói giá, phải thế nọ thế kia. Còn tôi cũng nói ra cái khó khăn và cái làm giàu về cái ý. Thì giai đoạn đầu thì nếu các bạn muốn làm, kể cả các bạn quay vải, có thằng Hưng Vlog thì nó quay cái đéo gì nhỉ, mật ong hoa vải kiểu nó ấy thôi, chứ còn nó thích nó nổi hay là nó thích cái thì nó thích để từ năm sau nó bán sung hay là bán mật ong. Thì năm nay nó mua mật ong giá ở địa phương nó 20.000, công đóng gói là 10.000, 20.000, nó bán mẹ 50.000 hay thế nào. Tức là người ta quay, tức là nó phải có thị trường đã. Chứ ông bây giờ ông đang làm siêu to khổng lồ, ông chuyển sang cái đéo gì nhỉ, ông siêu to khổng lồ, ông chuyển sang bán mật ong hoa lọ hoa kia thì người ta đã thiếu niềm tin. Đấy, các bạn muốn làm niềm tin, ví dụ tôi mà làm cái loại này để các năm sau tôi bán này thì phải có những video như thế này thì bà con mới sung nếp siêu quả, mới cả sung tứ quý, người ta theo dõi mình, lần sau mình có đăng lên những cây bỏ mẹ như này thì người ta mới tin, đúng không? Đấy, phải có niềm tin thì sau đấy muốn làm cái gì cũng dễ. Đấy, còn không có niềm tin thì làm cái gì cũng khó. Thì các bạn chiêu trò xong các bạn bắt 502 mới thế nọ thế kia, xong rồi làm những cái hoặc chạy quảng cáo nó không bền. Đấy, còn tôi chia sẻ cái hiểu biết của mình và cái cách mà làm. Nhưng mà phải làm như thế thì nó cũng phải mất tầm mấy năm, chứ không phải là cứ tự nhiên mà hôm nay bán như thế một video mà 35.000 xong rồi thuê người đóng là mất mẹ chi phí 50 chẳng hạn. Về bán 85.000 cũng không ai mua đâu. Các bạn phải mất thêm khoảng tầm 3-4 buổi phát, hoặc là thậm chí 1 tháng 2 tháng. Đấy, sau đấy là mấy cái lượng follow nó mới còn ở trên thiên hạ thì nó nắm trò lắm. Nó cứ chửi người nọ xong rồi nôi cả những người nổi tiếng là Messi mới thế nọ thế kia. Nhưng mà tôi không ấy cái ý. Tôi bảo là các bạn ở cái nơi các bạn thì cũng không phải cần phải sung như này. Các bạn bán vải hay bán các thứ, nhưng mà trong giai đoạn đầu, ví dụ bán vải hoặc bán nhãn này. Bán nhãn như ở địa phương tôi chẳng hạn, 4.000 mình nói thẳng là 4.000. Nhưng mà tôi bây giờ còn 1.000 này, tôi nãy là tôi bán 5.000 hay 7.000 là vì còn công trả nhân viên đóng hàng, công thế nọ thế kia. Đấy thì tôi mới làm được. Còn nếu các bạn cảm giác mà tôi lấy 7.000 mà cao quá thì các bạn về địa phương tôi nếu lấy đầu tạ thì sẽ có giá 4.000. Đấy để cho cái người đang bán 4.000 người ta không tị lạnh, người ta không ấy. Ui xài thế nhỉ. Còn hy vọng hôm nay một cái video như này thì cũng chưa thể nói hết được. Nhưng mà để giải quyết những cái vấn đề mà anh em người ta, đôi khi có những anh em bán ship code này, người ta hay mắng mình vì những cái người ta không hiểu hết, và tôi cũng rút kinh nghiệm rồi. Tôi bảo là thôi, người ta bán ship code thì người ta bán giá bao nhiêu thì cũng được. Nhưng mà nếu mà phải tôi mà tôi bán ship code thì tôi nói rõ luôn là cái cây này giá ở địa phương tôi, ví dụ như cây này. Ôi con này nó sai nhỉ. À, nó cũng là cái thể loại 35.000 đấy. Nó cũng thể là 35.000, không phải quả dám đâu. Nhưng mà tôi phải nói thật cho các bạn, con rõ ràng là cái làm cái gì nó cũng phải có thị trường. Nhưng mà tôi bây giờ kiểu mồm, thứ nhất là mồm to. Mấy cái thứ hai muốn làm cái gì thì cũng phải có người làm. Còn cái thủy thì nói thật ra đến tính bây giờ là nó không, nó cũng, nó bây giờ nó có cũng gọi là cô lọ cô kia rồi. Cho nên là cũng gọi có chức sắc. Cho nên cái vấn đề mà hy sinh cho nghệ thuật, vì nghệ thuật mới cả vị nhân sinh, mới cả thế nọ thế kia, mới cả có thị trường về sung này, nó cũng không thiết tha lắm. Đấy, tôi bảo bây giờ ví dụ thị trường nó đang rất là ảm đạm như này thì có thể là, mà sắp tới là nó là cái tháng mà mình vận chuyển cây rồi, nó rất là bận. Nếu mà cái thời tầm này mà từ mấy tháng hè ấy thì có lẽ là tôi sẽ khuyên răn rồi dạy bảo nó, hoặc là kiếm một anh em nào đấy. Mình chấp nhận là mình quay phát như này không có công, còn anh em thì có thêm tí công, trả cho anh em là khoảng 5 triệu mới thế nọ thế kia. Nhưng mà thật sự là bây giờ kiểu mình cũng ối xì nà mà rồi này, không muốn nói thì nói được, nhưng mà để mà bắt tay vào làm xong hy sinh đến thời gian xong thế nọ thế kia là không chứ chắc là không ấy được. Hôm nay nói cái tâm tư này thôi, chứ còn nó cũng khó nhỉ. Tại vì là cái vấn đề này tôi biết chắc chắn là cũng rất nhiều người muốn mua, tại vì là cái người mua lẻ ấy. Nhưng khổ lỗi là từ trước đến nay cái hàng nông nghiệp này, thứ nhất là nó chưa có cho tích hợp giỏ hàng ở trên TikTok, trên Facebook thì nó cũng không có giỏ hàng. Đấy, cho nên bán ship code là nó rất là khó. Cái thứ hai nữa là ví dụ như trong một buổi livestream mà người ta lấy, tức là tổng các đơn hàng nó vào 1.000 cây ấy thì bắt đầu mới làm được. Đấy, xong rồi cái vấn đề chạy quảng cáo trong ship code thì cái đội ở trên Mê Linh ấy, mấy anh em ở trên ý ấy, tôi định là tôi sáng nay tôi đang đau đáu tôi gửi cho anh em rồi đấy. Nhưng mà cái chính là gọi là anh em cũng không ưa mình ấy thật.
Tại vì từ trước cái này ông Tuân ông toàn bóc phốt. Để ngay cả vấn đề mà anh em có những cái chiêu thì tôi nói lên là để cho những người bà con khác hoặc những người bán cây khác người ta học tập thôi. Còn thẳng như mình thì nó khó. À, là anh em đi ô tô nhưng mà để ô mới để, tức là để mũ, để quần áo lao động, để mũ, à để cái nón này, nón kiểu nón ná này. Ở trong ô tô bước xuống phát là thay đổi quần áo mặc cũng đây. Hôm nay nhà vườn tôi xin giới thiệu thế nọ thế kia. Nhưng tôi bảo đấy là cái chiêu trò hoặc là cái gọi là cái ý nhưng mà mình không học được. À, mình cứ quần áo như thế này để mình ấy thôi. Đấy, còn tôi thế là thành ra là anh em người ta ở trên ý người ta ghét. Và bây giờ bán hàng thì bây giờ em ăn mặc mà bây giờ mà áo thô mấy quần thô như này em không chịu được. Em phải áo vét áo viết cơ, nhưng mà bây giờ mặc áo vét thì quay các cái cây sung như này thì đéo ai mua. Thế là em phải chuẩn bị trước là quần áo bảo hộ lao động mấy cả ủng mấy cả nón liếc các thứ, nón ná ấy. Ở trong cốp xe nón ná phải rách cơ. Xong rồi đến vườn thì em mới mặc vào, chứ còn bình thường em phải mặc áo gì sọt, à cái áo đéo gì đây, rô đì rô điếc là cái loại bọc phọt phẹt nhất. Nếu không thì em phải mặc áo mấy triệu chứ này, em thì đi mặc cái áo quần áo như anh lên này thì là dở hơi à. Đấy, nhưng mà đấy là tôi bảo là cái này là các anh em khác bán cây là thường là cái như thế. Mình nói thật nhưng mà mình cũng không theo cái kiểu bóc phốt người ta để nổi tiếng. Nhưng tôi bảo các ông khác mà muốn làm giàu thì các ông cũng phải xem tôi nói như thế từ lúc nãy đến bây giờ. Xem có cái gì mà đáng suy ngẫm hay không. Đấy, còn chiêu trò trong cuộc sống thì cũng nhiều. Nhưng mà cái việc mà tôi bảo với các bạn thì đôi khi là phải chịu hy sinh. Muốn làm giàu, muốn kiếm việc thì đéo cần làm giàu. Có việc. Chứ bây giờ mọi người vẫn rảnh lắm. Đấy, đéo biết làm cái gì. Rất nhiều người có như thế này nhưng mà đéo biết bán kiểu gì. Đấy, ông bạn này còn biết chụp ảnh rồi đăng lên hội nhóm rồi cây cảnh cái kiếc, nhưng mà thị trường thì thực ra thì cái giá mà ấy như này nó cũng rẻ. Đấy, xong rồi bán thì ví dụ như là các cái năm 2 năm trước ấy thì tôi có nói với các bạn rồi. Cách đây mà 2 3 năm ấy thì các bạn phải biết là ở Văn Giang bọn tôi đéo cần có quả như này luôn. Không có quả người ta đã bách rồi, nó lún phún ra thôi, 1 2 quả thôi. Còn như thế này thì từ 2 3 năm trước thì chắc là hết sạch. Đấy, nhưng mà bây giờ thì nói thật ra nhiều anh em làm cái giống này nhưng mà chưa thể xác định, kể cả các bạn làm các loại khác các bạn chưa thể xác định được là bán như thế nào. À, có những người còn không biết bán, có những người còn bắt đầu bây giờ là cái bước thấp nhất là người ta tìm ý tưởng để người ta làm cái gì. Cái thứ hai là đến cái giai đoạn khó hơn là có sản phẩm rồi nhưng không biết bán kiểu gì. Bây giờ mà cứ chụp cái này xong rồi đăng lên trên nhóm hội rồi đăng trên trang cá nhân nó cũng là đã là tiến bộ rồi. Cái ngày xưa bà con nông dân là bà con không đăng, xong đến giai đoạn như tôi đang nói là phải nghĩ ra cái đầu ra. À, thay đổi được cái tư duy người chơi là tốt. Nhưng cái thứ hai nghĩ đến cái vấn đề là bán số lượng. Nhưng mà số lượng bây giờ thì cái thị trường nó không như cách đây 2-3 năm. Mà 2 năm sau thì nó lại là cái thị trường. Cái loại này mà 2 năm nữa thì nó lại sốt xình xịch theo kiểu là tâm lý đám đông ấy. Không mua là hết đấy. À, nhưng mà bây giờ thì cái các nhà vườn, những người có thể lấy số lượng thì người ta tiền đâu này, mặt bằng đâu. Đấy, hai vấn đề. Cây của tao còn ế của mẹ nên bây giờ tao nhập 1000 cây sung của mày thì trồng vào đít à? À. Đấy, các bạn hình dung chưa? Thế là phải quay ra bán lẻ. Bán lẻ thì tôi biết là ở trên mạng thì hoặc là ở các nhà các bạn thì mua 2-3 cây để hai bên, chứ mua đéo thì 1000 cây làm cái gì. À, đúng không? Nhưng mà đến khi mà bán lẻ thì các bạn phải biết là theo hai hướng. Bán lẻ thì chắc chắn phải bán ship code rồi. Thì bây giờ mà nôi một cái bịch này xong đi xe ôm hay là chạy từ đây lên bến xe nước ngầm hay là ra kia chờ xe mất mẹ 1 tiếng mới chờ được xe. Xong rồi cái thời gian các bạn chờ 1 tiếng ấy, các bạn không làm gì được thì ai trả tiền cho các bạn? Không thể bán giá 35.000 được. À, đôi khi người ta không hiểu, người ta cứ thấy mình bảo 50.000, thế thằng này lãi 15.000 rồi. Mà nó bán một ngày mà 1000 cây như này thì nó phải được 15 triệu. Đúng không? 15.000. 15 triệu, lãi nắm lãi nời thế, làm đéo thì nó chỉ xây nhà. Nhưng các ông có biết là mang một cây này mà ra gửi xe là chờ mẹ nó nửa tiếng. Xong rồi cả đi cả về đôi khi còn đen còn chờ cả tiếng rưỡi mới gửi được một cây sung này. Nó ra đấy cước xe thì nó phẹt cho mẹ túc người lên. Nó phẹt bình thường nếu nhà xe kéo nó phẹt cái loại này 50, gần thì 50, vào trong Nam kéo nó phẹt cho 150. Còn nếu các bạn không làm được, các bạn thuê xe ôm thì từ đây ra ngoài kia kéo lái xe người ta cũng phải nhận 50. Đấy thì làm sao các bạn 50 này xong tiền cước xe là 100.000 này, 150 rồi. Đấy, chưa tính cây. Các bạn hình dung chưa? Chưa đóng bọc biết các thứ. Nếu bây giờ mà nó gắn giỏ hàng và bán tầm 100, 150 là vẫn lấy được. Nhưng mà bán 150 mà phát là bà con ở đây bà con chửi kinh lắm. Y hệt cái trường hợp mà nhãn tôi bán 5.000. Bà con bảo bê mẹ và cháy mồ hôi đít ra mới bán được 4.000. Đấy thằng này nó ngồi nó nai chim của tí nó bán 5.000. Nó nãi hẳn 1.000, nó nãi 1/4, 25%.
Nó mà ngày nó bán hàng tấn là nó kiếm ác thế nào, nhà nó xây nhà mới thế nọ thế kia. Nhưng mà các bạn cũng không hiểu được. Nó còn đôi khi là làm những cái việc mà người ta ít người làm được thì mình sẽ có công cao hơn. Còn nói cho các bạn là đấy, mẹ bây giờ mà live stream lên thì tôi nói ra thì đủ các cái ý mà các ông cũng không thể phản biện được. Tại vì mình làm trực tiếp rồi chứ không phải là mình lấy tư liệu ở đâu. Anh ơi ở đâu để em bán lẻ được? Ơi giời lên đây. Ở đây là Liên Nghĩa em ơi. Nhưng mà bán lẻ thì có lẽ là em lại phải lấy giá khác. Thật, ở đây là ông bạn ông ấy nói cho mình là tầm 50 cây với 100 cây là giá 35.000. Đấy là anh nói thật. Còn cái vấn đề mà em làm thì đấy là anh cũng bảo với em là em đã có cái kiến thức căn bản về cái vấn đề chịu hy sinh rồi. Đấy, còn đến bây giờ thì với hy sinh như thế nào thì có thể là có dám làm hay không thôi. Ví dụ bây giờ mà ông bạn này ông bán 50 cây 35.000 thì em đến đây lấy 35 cây à lấy 50 cây xong rồi làm thế nào mà thuyết phục thế nào xuống 32 cây này em có lãi 3.000. Xong rồi về thuê một đội ngũ xong rồi live stream ra là hôm nay tôi thuê ba bà là 300.000 đây hay là 200.000 đây xong đóng được bao nhiêu đơn. Đấy, xong rồi cái quan trọng nhất vẫn là cái nền tảng làm sao mà nắm người xem thì em sẽ có cái đầu ra. Đấy, còn cái sản phẩm này anh tin là ví dụ như bán 100.000 hay 150.000 là vẫn có người mua. Đấy, cái quan trọng nhất là về lúc ấy là em xem em một ngày em bán được bao nhiêu. Đấy, nó nói thật. Đấy, em tôi yêu Việt Nam là tôi cũng rất quý nhưng có lẽ là em quán triệt được cái sự hy sinh với các thứ. Chấp nhận hy sinh ban đầu ấy. Nhưng mà đến một giai đoạn thì cái vấn đề hy sinh như thế thì phải đến cái giai đoạn thực tế. Là hy sinh như thế nhưng mà bắt đầu để mình chiếm đến cái thị trường. Thì làm cái sung này thì nói thẳng ra là ở đây thì tầm 35.000 lấy đầu 100 hay 50 cây một. Xong rồi về nhà em thuê người đóng hay gửi như thế. Xong em live stream lên hoặc là em quay video. Đấy, để lấy niềm tin từ người ta. Là hôm nay tôi thuê người ta đóng như thế này. Một ngày người ta chỉ đóng được tuần này đơn thôi. Đấy, chia ra mỗi đơn là tuần này. Tiền giấy tôi mua là như thế này. Tiền cước hôm nay tôi làm việc với bưu điện là tuần này. Cho nên phọt phẹt nhất thì tôi bán lẻ cho các bạn cũng phải như thế này. Đấy, có thực không? Đúng không? Chưa bỏ cuộc à? Em vẫn làm từ ngày đầu anh bảo em đó chưa bỏ cuộc đâu. Ngày xưa thì đúng là cái đợt anh làm thì nó cái thị trường nó gọi là nó khởi sắc. Người ta đúng theo cái quan niệm là mẹ không mua nhanh là hết đấy. Nhưng mà đến bây giờ thị trường nó hơi trứng thì anh sợ là chú em là hơi chán. Nhưng anh có giấu như anh đây anh có giấu em cái gì đâu. Em muốn bán lẻ thì anh cũng phải nói ra như thế. Còn nếu mà bây giờ mà em bán lẻ xong em cũng chụp ảnh em đăng lên thì đôi khi là không khả quan. Nó túc tắc thôi. Ngày em bán được 2-3 cây xong thế nọ thế kia đôi khi em lại không được cái giá thấp nhất như thế. Đấy, có thể là vẫn làm theo cái cách mà cách đây khoảng tầm 5 năm, 7 năm mà anh làm. Mà đợt ý mình cũng thông minh chứ không phải là ấy đâu. Mình nói kể cả là ấy các thứ xong rồi khi khách hàng hỏi bảo có ông nọ ông kia ông đăng như này thì tôi bảo là bạn có thể mua người ta. Đấy, bạn mua đâu cũng được. Tôi phải bán giá này. Đôi khi em không cứng được thì nó mệt. Xong rồi anh bảo là cái thời điểm này nó đang là cái thị trường nó hơi trứng ấy. Thì nói chung là đây là cái giai đoạn mà em vào cái thị trường này là được. Nhưng mà nếu mà muốn phát triển hơn thì em phải nghĩ sâu xa hơn về cái thị trường ship code. Và nói chung là làm sao mà lấy được niềm tin từ cái người chơi, người dùng đấy, của dân trong mạng xã hội. Biết đâu mai sau lại gặp một Quang Linh Vlog thứ hai riêng bán xung cảnh này thì bỏ mẹ nhỉ. Đúng rồi, mình chạy theo em tôi yêu Việt Nam xin chữ ký thì bỏ mẹ đúng không? Em cứ lấy cái lại này em về thuê người đóng mấy thế nọ thì em liệt kê chi phí trong giờ này tôi phải bán tuần này. Video lên đến 1 triệu view thì bỏ mẹ luôn. Đúng không? Nói về chấp nhận như thế là tặng thẻ cao. Như Huấn ấy. Hôm nay nói cho mọi người như thế. Đấy là kêu gọi thêm mấy anh em mà làm về cái mảng bán lẻ. Thì làm được thì tại vì làm sao mà kêu gọi anh em nó làm. Làm như thế thì nói thật ra cái người mua lẻ thì người ta mới mua được. Người ta mới tiếp cận được. Chứ ở đây thì tất cả anh em đều theo cái kiểu là phải lấy 50 cây với 100 cây thì nó khó. Đấy, hiểu chưa? Đấy là tôi cũng thiết tha lắm chứ mình cũng chả được cái gì hay là mình phải được cái gì mình mới nói. Nhưng mà đại ý để cho các bạn. Còn bây giờ ở đây thì toàn bán số lượng mấy ấy được. Còn đây này, nó sai như này này. Đấy. Còn làm thì cố gắng mà làm xong rồi có cái thị trường xong rồi có cái ấy ra thì mới được. Ông bạn cũng đang hội nhóm các kiểu đấy. Còn em tôi yêu Việt Nam mà chỉ chụp ảnh xong rồi đăng trên hội nhóm về cây cảnh thì khéo hai anh em lại gặp nhau. Đấy, phải sáng tạo lên thêm. Còn TikTok của mình nó thật ra là nếu mà như cái thời ngày xưa thì một ngày không cái thời mà mình quay live stream như này tầm ở trên TikTok 10.000 người xem thì các ông biết là nếu tôi quay một phát là hết sạch vườn này luôn. Nhưng mà tổ sư cái bọn nhoi nhoi với cả fan khăn quàng đỏ ấy là cứ tuần sau là cây lại về đủ vườn. Cây lại vừa về đủ vườn.
Thế nên là mình mới giãn ra, mà tôi cũng kể thật với mọi người cái tâm sự của tôi là một năm nay là tôi không thích ồn ào nữa. Đấy, tôi nghĩ tôi làm và tôi không giấu giếm cái gì và tâm sự của tôi. Chứ còn tôi không thích ồn ào. Ồn ào đến cái lúc mà mình tai tiếng hay là mình có vì cái gì mình ấy lên ấy, thì các bạn biết là cái tỷ lệ dislike nó nhiều hơn like. Đấy, MV là 6 triệu lượt xem nhưng mà cái tỷ lệ dislike nó quá nhiều. Nhưng mà trên YouTube thì như mình xem thì nó bỏ cái dislike thì sao nhỉ? Còn kể cho mọi người như thế thì làm đi lên từ nội lực, thì từ những cái video như này này, kể cho người ta từ những cái này. Còn hôm nay cũng nói ra những cái khó khăn của nông nghiệp này, nó không dễ dàng như nước hoa, nó không dễ dàng như quần áo. Đấy, để mà tích hợp giỏ hàng, còn cái vấn đề khác, cái vấn đề logistics vận chuyển này. Đấy, vấn đề rồi cái thời gian từ đây vào cây này vào Nam ấy. Đấy, cây cối nó cũng không như quần áo với nước hoa. Nai chim thì bây giờ nai chim ở vườn này nó còn phụ thuộc thời tiết rồi wifi rồi các thể loại 4G. Đấy, nó không dễ như các bạn ngồi ở nhà các bạn nai chim thế nọ thế kia. Một cái nữa là ví dụ như cái này đóng gói đi nhưng mà tầm 2 ngày đến nơi nhưng các bạn không nhận, thế là đi về một vòng là cây nó chết. Đấy, các bạn hình dung là đất ra đất, bầu ra bầu. Còn vấn đề mà vận chuyển của các bạn một nọ nước hoa hay một cái quần áo thì nó rất là nhẹ. Nhưng một ông cánh này nó nặng lắm. Tôi cũng chưa biết là cái bịch này là 26 x 21 đây này. Còn cái bịch này không biết là mấy cân. Đấy, bưu điện nó sẽ phẹt cho các bạn, nó tùy theo cái vấn đề một ngày các bạn. Ra Văn Đức chơi đi anh ơi. Văn Đức bây giờ còn vào trong kia, còn vào trong này ốc, còn đánh bằng Đài Loan này. Hôm nay thấy đau đáu. Tại vì trước đây nhá, các anh em khác làm sung thì anh em đôi khi là anh em thấy rẻ quá anh em không bán. Tự nhiên nó ngớ thế nào ở trên trang trên mạng lại thấy ông bạn ông ấy bán sung. Thế là mình bảo là cái đam mê của mình ngày xưa mình cũng rất là thích sung. Nhưng mà sung thì thực ra là mình cũng không vào cái thị trường. Tại vì to hẳn như thế này thì may ra mới ấy được, đúng không? Các cái hàng mà hôm trước tôi nói sung ấy là phải những cái cây mà 50 triệu, 70 triệu mình mới thích. Đấy, còn những hàng mà mấy triệu mấy cả những cái cây như thế này thì cách đây mà nói chung là nó vào cái thị trường mà lúc mà 2-3 năm trước thì nói thật ra là mình nhiều anh em lắm. Nhiều anh em người ta mở vườn hay người ta làm. Còn bây giờ vấn đề là các anh em mình ấy toàn vườn thì chật. Cái thứ hai là cái tiền này, cái thứ hai là mặt bằng nó rất là khó. Hôm nay nói chuyện với mọi người đây là cũng ảnh hưởng đến ông bạn này đấy. Thôi đi về đánh bằng Đài Loan. Còn Gia Văn Đức thì chắc là phải mấy hôm nữa hoa hồng nó đẹp rồi anh sẽ ra. Nếu hoa hồng nó đẹp chứ hôm trước ra rồi nắng bỏ mẹ lên hoa hồng thì xấu như mà nhỉ. Giờ, bà ối rồi ôi, dạo này cứ kêu không bán được gì anh xem thế nào đi. Thì ra nó là cái thị trường chung. Nó thị trường chung nhưng mà nói thật ra là đôi khi là nó cũng học cái tính khiêm tốn của mình đấy. Nó 10 đôi khi nó nhận mẹ một thôi. Mấy cái thứ hai nữa là nói chung là nó nói chung đủ sống thôi. Chứ còn không thể như cái thời điểm mà mấy trăm triệu một tháng được. Còn nó lúc nào đẹp thì sẽ ra. Còn tầm này chấp nhận là nghỉ hè tầm 4-5 tháng. Định nói về quất cho mọi người nữa nhưng mà thôi để video này thế này thôi. Nói thế đấy. Tí nữa hay là tí nữa ra Văn Đức. Nhưng mà phải đánh cái bằng Đài Loan đã. Bằng Đài Loan sau rồi sẽ cho mọi người cố gắng là xem nốt cái video này để các bạn biết là cái nỗi khổ tâm như nào và cái mà mình cũng tâm huyết như nào. Nhiều khi là khóc chảy máu mắt đấy. Cũng muốn là có cái người chơi mà người ta muốn mua được cây. Người ta có thể mua được cây. Cái thứ hai là vẫn có những anh em sản xuất người ta bán được hàng. Đấy, chứ mình cũng không hiềm khích là vỗ ngực là sung tôi mới là vua. Nha. Đấy. Cái gì đấy? Hồng vườn em có bao giờ xấu đâu. Mẹ chưa có hoa thì là xấu. Chứ còn đây bây giờ như bảo là cây quất này có xấu đâu. Nhưng mà thực ra là để mà nó đẹp ấy thì là quất nó phải chuyển mã ấy. Nó bỏ quất rồi thì bây giờ làm hồng. Nhưng mà cái chính là thời tiết này. Xong rồi nó đẹp là phải có hoa có ít cái thứ. Ôi chưa nghỉ đi. Để ra kia còn đánh ấy đây.